Như mọi người có thể thấy, đây là cái hộp sản phẩm mình mới mua, mới đổi đổi từ sếp, bán lại cho sếp cái 60x60 và mua một cái 80x80. Mỗi tội trong nó đều hơn cái 60x60, cái 60x60 là nó mất 1,6 triệu, cái 80x80 mới mất có 1,5 triệu, nên nó chỉ có mỗi một phong. Trong cái này nó cũng đều hơn, được cái có 3 chế độ đèn sáng xanh này, sáng vàng này, trung tính này. Đấy, cắm. Mọi người có thể coi nó khá là to, vẫn có cái lớp phủ ở trước này, có chỗ mở ra để chụp này, vẫn có cái mở chụp ở tóc bên trên này. Đấy. Mở hộp lần đầu, hôm nay mình sẽ chụp một số sản phẩm đồ ăn. À cái chết quyển, bởi vì nó đẹp thế thôi nên là kẹp, để dùng mấy cái kẹp này để giữ cái phong. Còn đèn đây cắm nguồn vào một cái này, nó sẽ ghi này, nối vào đây cắm bốn cái sẽ kẹp vào bốn cái thanh. Đây là cái kẹp ở thanh khung này, cũng khá hay so với cái trước. Cái trước thì chỉ có hai cái nó để ở đây và có 500 hút ở đây. Đấy, xong xong bài review của mình về cái con hộp sản phẩm này. Thực tế cũng chẳng có gì nhiều để nói cả.